Hôm qua tại huyện Quế Phong đã xảy ra một vụ tai nạn lao động làm một người tử vong và 4 người bị thương. Vụ tai nạn lao động xảy ra vào lúc 10 giờ 43 phút ngày 29 tháng 10 tại công trường xây dựng nhà học và nhà hiệu vụ 3 tầng, trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Quế Phong. Trong khi đang thi công công trình, giàn giáo bị sập, hậu quả một người chết, 4 người còn lại bị thương. Danh tính nạn nhân xấu số được xác định là ông Nguyễn Văn Đồng, sinh năm 1963, trú tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Các nạn nhân bị thương gồm ông Trần Hữu Minh, 50 tuổi, Bùi Khắc Cửu, 39 tuổi, Trần Văn Lâm, 28 tuổi, trú ở xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, và ông Nguyễn Đình Tâm, 48 tuổi, trú ở xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong cùng các ban ngành, đoàn thể đã tới thăm hỏi, động viên, chia buồn với các gia đình nạn nhân. Hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.